Kính bạch Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật, Mô Phật, thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày 21 tháng 6. Trước khi đi đầu bài giảng, tôi cũng xin cầu chúc cho Pháp hội của chúng ta, cũng như toàn thể Pháp giới chúng sanh, chóng vãng sanh cực lạc và thành Phật Đạo. Thì cũng như hôm trước, chúng ta đã giảng xong, chúng ta đến Phật thất, niệm Phật, cái mục đích để làm gì? Thì mấy khóa trước quý vị đã trả xong và mỗi người đã trả bài xong. Thì mục đích của chúng ta là không còn mong một cái gì khác hết. Giàu cho giàu sang, quan quyền, vua chúa, sự sung sướng, thanh nhàn của cõi trời cũng không thèm. Mà chúng ta chỉ muốn có một điều thôi, đó là giảng sanh về xứ cực lạc của Phật nào? A Di Đà. Mà muốn giảng sanh đó, điều kiện đầu tiên của người Phật tử lấy cái gì làm nền tảng? Là lấy tín, hành và nguyện. Đó là cái nền tảng của người tu Phật tử, cái hành trang, cái hành lý để giảng sanh về xứ cực lạc của Phật A Di Đà. Thì cái hành tín nguyện, cái hành là cái giới thuộc về sắc thân, thì quý vị phải giữ năm giới và ăn chay một tháng ít nhất là 10 ngày, và từ nay tuyệt đối các loài thú lớn là từ gà, vịt, heo, chó trở lên không được ăn, cũng không được giết. Chỉ còn 20 ngày ăn mặn là tôm, cua, cá, tép thôi. Thì mỗi người phải thuộc năm giới. Nhưng mà đạo Phật đó là không làm các điều ác, mà phải làm các điều lành, rồi mới tới cái tâm là rửa lòng trong sạch. Đó là đời lời Phật dạy. Đại ý đạo Phật có bao nhiêu đó thôi. Chữ Hán là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Có nhiêu đó thôi. Thành ra ông thiền sư Ô Sào, ông ngồi trên trên cây ông tu, giống như cái con chim quạ mà cái ổ á. Thì chạy tướng đi qua đó, thì chạy tướng thấy mới lo, nói sao ngài ngồi cao quá vậy. Ông nói cao chưa bằng ông mới ngồi cao. Thì thể tướng lấy làm lạ, nói trời, tôi đứng ở trên đất mà ông nói tôi ngồi cao. Thì ông thiền sư thì ít có sư nào giải thích đó. Ngài lặp lại, ông mới cao hơn tôi, ông ngồi mới cao hơn tôi. Thì ông thể tướng này lấy làm lạ. Thiền sư thì nói sự thật, ngài tuốt ở trên cao đó, ngài té xuống gãy tay gãy chân, tôi đứng trên đất mà làm gì mà tôi tai nạn, mà tôi sợ mà ngài nói tôi ngồi cao. Thì vị thiền sư lặp lần thứ ba nữa, ông ngồi cao hơn tôi, ông mới đáng sợ. Vì lần thứ ba ông hiểu cái định lực của mấy vị thiền sư, người ta mạnh lắm, ta nói là cái đức của người ta vào đó. Thì ông hiểu, ông quỳ xuống lại liền, ông nói đúng rồi, tôi ngồi cao hơn ngài, tôi lo đủ thứ hết. Nào sàm tấu, nào các quan nó muốn giành cái chức lớp bị trên vua là dưới tể tướng, ông là đứng thứ nhì trong nước rồi. Thì giàu sang thì nó thuộc về năm nhà. Mấy vị biết năm nhà mà, vợ con phá tán thì trộm cướp, rồi giặc giả, rồi nước trôi lửa trôi, rồi đủ thứ người ta sàm tấu để mà giật cái chức đó. Ông đi đâu cũng phải có gạt được co, có người giữ với mình cho ông thôi, nó đâm nó giết, nó chiếm cái chức tể tướng. Ngồi vậy là cao quá rồi. Thì cái chết nằm trong tay vị thiền sư đâu có ai thèm. Có cái bát với cái manh áo mà cho không ai thèm lấy. Thì là ngồi trên cao chấm mà nó yên ổn. Thì ông quỳ xuống lại. Thì ông mới xin. Ngài nói con hiểu rồi. Bây giờ con rất kính trọng ngài. Bây giờ ngài dạy cho con về đại ý Phật Pháp đi. Tức là con bận rộn quá, con không nắm được Phật Pháp. Bây giờ tu làm sao cho tu tắt đi thẳng vào cái quả Như Lai, thánh quả, ngài chỉ cho con. Thì thiền sư nói có ba câu: đại ý của Phật Pháp là không làm điều ác, làm các điều lành, rửa lòng trong sạch, có bao nhiêu đó thôi.
Thì tể tướng mới quỳ lại nói: ôi tưởng cái gì lạ, cái đó đứa con nít 3 tuổi nó còn biết nữa, huống gì tôi. Ông ấy biết cái đó lâu rồi. Giữ năm giới không sát sanh mà phải phóng sanh, không trộm cắp mà phải bố thí, không tà dâm mà phải tiết dục. Cái đó ai không biết? Ông nói cái này con nít 3 tuổi nó cũng biết nữa. Thì Duy Thiền Sư cười, ông nói đúng rồi, đứa con nít 3 tuổi nó cũng biết nữa, mà ông già 80 tuổi chưa làm được. Thành mấy vị thiền sư họ nói độc đáo lắm đó. Nói nó đơn giản vậy thôi, nhưng mà tới chết chưa chắc làm được. Và hôm nay tôi mới nói về vấn đề giảng sanh của quý vị đó. Nó đơn giản, giảng thì thấy nó đơn giản, nhưng mà thực hành chưa chắc. Tôi 40 mấy năm tôi mới được cái trạng thái này, chứ không phải dễ đó. Mà tôi là xuyên suốt là ăn nằm với nó đó. Nghĩa là gối đầu giường nó đó. Tôi bỏ bên ngoài hết, chỉ chìm đắm trong niệm Phật thôi. Nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật. Mà nó nhớ tầm bậy rồi thì cái chủng tử thiện ác lọt vô đó. Mà nếu mình niệm Phật 1.000 câu mà nhớ Phật rồi nói 500 câu à. Còn 500 câu là nhớ điều ác, điều thiện. Thì trong cái linh hồn mình đó là một cái chiến trường phức tạp. Thì vô trong đó 1.000 câu niệm Phật, vô 500, vô đó nó tiêu diệt 300, còn có 200 à. Nếu mà kiếp trước mình không có tu, chủng tử không có, thì nó sẽ tiêu diệt. Rồi nếu mình không bền, ngay đoạn đầu khó lắm nha. Niệm mà nó nghĩ tùm lum, như con trâu hoang, kéo nó về, rồi nó phóng nữa kéo về, nó phóng nữa kéo về. Mệt đổ mồ hôi xót con mắt. Rồi quý vị phải bền thôi. Trên đường đạo có cái bền thôi. Ví dụ làm hoài, bữa nay không xong, ngày mai, 1 tháng không xong, 2 tháng, 1 năm không xong, 10 năm. Tiếng tha lâu thì đầy ổ, gõ mãi thì cửa mở. Thì nó lần lần nó sẽ tràn đầy ai lại ra. Bằng đầu niệm 1.000 câu được có 200. Rồi ngày mai niệm 1.000 nữa được 300. Rồi ngày mốt niệm 1.000 nữa được 300 nữa. Thì lần lần 200, 300, 500, 700. Rồi lần lần cái chủng tử niệm Phật nó đầy tràn, nó tiêu diệt chủng tử ác lại. Còn một số chủng tử ác già, cái hột già nó nằm ngủ ngầm ở dưới, nó chờ đợi mình giải đãi, nó bật trở lại. Ở đây là một cái chiến trường. Thành ra cái tu này Đức Phật không có chấp nhận. Nhưng mà cái thời mạt pháp này phải vậy thôi. Cái lối tu đạo Phật thì nó khác hơn. Nó tu là lắng nghe, tự tánh di đà di tâm tịnh độ, chứ không phải là niệm Phật để mà đè nén. Thì đè nén về hạ phẩm phàm thánh đồng cư. Còn mà tu lắng nghe đó thì về trung phẩm phương tiện hữu dư tịnh độ. Tôi nói đại khái để quý vị hiểu, đại khái thôi, còn tu thì khó à. Thí dụ giờ tôi niệm Phật theo người trời quý vị: A Di Đà Phật 1, A Di Đà Phật 2, mới tới 2 nó phóng, nghĩ tới con, nghĩ tới tiền bạc, kéo lại trở lại 1 lại. Rồi A Di Đà Phật 1, 2, 3, 4 nó phóng nữa, kéo trở lại 1 lại. Rồi cứ làm tới làm lui hoài. Chừng này niệm 100 câu, 1.000 câu mà nó không nghĩ cái gì hết, tạm, chưa nhất niệm đâu. Thì bây giờ qua giai đoạn thứ 2, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, khỏi đếm 1 tới 10 nữa. Mà mới được 100 nó phóng thì phải trở lại A Di Đà Phật 1 lại. 1-2 lần hết phóng thì bỏ đếm. Giống như quý vị chăn trâu á, mình là mỗi người là một con trâu hoang. Hoang tức là đó giờ không có từng chăn, không có từng nuôi cho nó chạy lang quang đảng. Bây giờ để ý nó đó thì nó không đi trên bờ đê, nó xuống ăn ruộng mà. Thành ra mình muốn giữ nó thì phải cột cái giàm, tức là đếm từ 1 tới 10, nắm cái giàm kéo lại. Nó xuống nữa kéo lại tới chừng nào nó thuần thôi, mà kéo vậy thì cực chết mồ luôn. Tranh đấu giữa tạp niệm và nhất niệm thì quý vị làm hoài thì thắng đối. Chúng ta cuộc sống này hơn một lần thất bại, tôi nói hơn đó, hơn một lần thất bại. Mà quý vị thất bại được, quý vị nằm dạ luôn hay đứng dậy đi? Đứng dậy hay nằm dạ? À, đứng dậy. Đứng dậy là do quý vị hay do tôi? Nói sư ơi con đứng không nổi. Thì tôi nói thì sao? Không nổi thì thôi, không nổi thì xuống địa ngục. Đứng là tự lực mình đứng, cho A Di Đà ơi làm sao cho con đứng.
A Di Đà ơi, con đói bụng quá, ngài ăn làm sao cho con no được không? Mình phải ăn chứ. Con bệnh quá, A Di Đà ơi, thuốc đắng quá, ngài uống cho con hết bệnh được không? Quý vị vậy đó. Thành ra trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta, sống phiêu linh trên phước sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Té 100 lần tôi ngồi dậy 101 lần. Được không? Nó không được, bây giờ làm sao cho con được sư? Không có làm sao. Thứ làm biếng thì phải chịu thôi. Chứ còn năm giới ở không quậy dữ lắm, không có chịu tu. Hưởng thụ vật chất một đống, phải hưởng thụ để không tu. Tinh thần hơn thì vật chất suy đồi, mà vật chất hơn thì tinh thần suy đồi. Quý vị sống tinh thần hay sống vật chất? Quý vị nhịn đói 100 ngày chưa chết, nếu tinh thần quý vị vững. Còn quý vị đau khổ bế tắc vì tinh thần, 5 phút là quý vị chết liền. Phải không nè? Khi nào bị khổ quá có đòi tự tử không? Nếu mà không có suy nghĩ sáng suốt là uống thuốc chuột chết, chịu không nổi. Buồn khổ có cái gì đâu, đâu có thật. Mà cái đói bụng mới là thật. Mà mình có thể nhịn đói 100 ngày uống nước không chết, tôi bảo đảm. Thành ra cái vật chất nó không quan trọng, cái tinh thần, cái hiểu biết mới là quan trọng. Tôi đến đây là vì cái hiểu biết của quý vị đó. Còn nếu không gì hiểu biết tôi không đến đâu. Tôi đâu có cái gì đâu, tôi chỉ truyền cái hiểu biết cho đúng đắn cho quý vị. Mà khi cái hiểu biết đúng đắn đó, quý vị sanh về cõi trời. Hiểu biết sai lầm, quý vị sanh về địa ngục ngạ quỷ. Hiểu biết đúng đắn mà toàn diện đó, thì quý vị là Phật. Trời là chưa có toàn diện đâu, hiểu biết lờ mờ đó. Còn bốn đường ác là hiểu biết sai lầm. Do cái sai lầm mới làm chúng ta đau khổ. Thành ra hôm nay tôi muốn nói vấn đề giảng sanh về cõi Phật. Đúng ra tôi trở lại cái trước nữa, nhưng không có thì giờ tôi giảng nhiều quá rồi. Quý vị về coi mấy cái băng cũ á. Nè, lợi sở dĩ mình sanh giảng sanh về cõi cực lạc A-di-đà. Rồi tôi mới hỏi tại sao ở cõi này không ở. Thì quý vị trả lời là làm sao? Ở cõi này có 8 khổ. Một là gì? Là gì? Một là sanh. Hai là gì? Già. Ba là? Hai là gì? Là bệnh. Bốn là gì? Chết. Năm là gì? Thương yêu mà phải xa lìa. Quý vị trong đời có thương yêu ai không? Cha, mẹ, con, chồng. Có xa lìa không? Không bao giờ sống hoài được với nhau đâu. Rồi cái thứ sáu là gì? Từ ghét mà phải gặp gỡ là khổ. Thứ bảy là gì? Ham muốn một điều gì mà không thỏa mãn. Trong cuộc sống bây giờ ham muốn cái gì cũng được thỏa mãn hết không? Không có việc đó đâu. Rồi cái thứ tám là gì? Do có xác thân này cho nên có bảy cái khổ trên. Bảy cái khổ kia nằm ở trong này. Mà xác thân này là cái gì? Có năm điều trong xác thân này. Một là sắc, sắc thân. Hai là thọ, là cảm giác. Ba là tưởng. Bốn là hành. Năm là thức. Giỏi. Sắc là gì? Là sắc thân này. Có cái biết chưa? Chưa có cái biết. Thọ là cái gì? Là cảm giác các dây thần kinh. Có cái biết chưa? Thành ra cái thọ là cái biết mà chưa có phân biệt. Biết chưa phân biệt là sao? Biết dễ chịu, khó chịu, không dễ, không có. Cái đó kêu dễ chịu, cái là cảm giác lạc, lạc thọ, kêu là cái vui. Khó chịu là cảm giác khổ thọ, kêu là cái buồn. Còn bất lạc, bất khổ thọ là một trạng thái vững dưng. Trong đời sống cái gì có mà cái gì không để ý vậy. Mà không để ý là không thể giảng sanh được. Bốn đường ác là mình sống làm sao không biết để cho cái nghiệp nó lôi kéo mình đi đâu đi. Còn qua tới người trời là phải hiểu nó, mà hiểu không rõ. Qua tới đạo Phật là hiểu rất rõ.
cái hiểu rõ thì không còn luân hồi, mà hiểu lờ mờ thì luân hồi vào cảnh giới tốt, còn không hiểu gì hết là ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Còn cái thứ ba là gì? Tưởng. Tưởng là gì? Tưởng là cái biết có sự phân biệt của tư tưởng thức thứ sáu ý thức. Phải quấy dinh nhục lợi hại thịnh khi khen chê, đó là tưởng. Cảm giác thì biết dễ chịu khó chịu, nhưng tại sao anh dễ chịu cô dễ chịu? Không biết. Thì phải đưa lên cái ốc tư tưởng, mượn cái ốc để trả lời, thì đó là tưởng. Còn hành là gì? Hành là gì? Hành là cái danh từ quý vị thường dùng đó, là nghiệp, tức là lựa chọn cái nào mình thích đó, mình quyết định hành động để tạo nghiệp. Có bao nhiêu thứ nghiệp? Có ba: nghiệp thân, nghiệp gì, nghiệp miệng, nghiệp gì, nghiệp ý. Mà trong đó nghiệp nào quan trọng nhất? Nghiệp ý. Nói thì hay quá, chút lặp lại nha. Đó, thì cái thứ tư là hành quẩn, tức là nghiệp, là một sự so sánh, lựa chọn, đắn đo rồi quyết định để hành động tạo nghiệp bằng thân, bằng miệng, bằng ý. Còn tư tưởng phân biệt mà không có tạo nghiệp, không có quyết định. Rồi thức là gì? Thức là sau khi tạo nghiệp rồi, những kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, tội phước mới chứa trong cái kho linh hồn của mình. Thì cái kho linh hồn mà chứa tất cả kinh nghiệm, kiến thức, học hỏi, tội phước đó, chúng ta kêu là a lại gia thức hay là linh hồn. Chúng ta có năm cái đó thôi. Năm cái này mới sanh ra bảy cái khổ kia. Tôi định là bữa nay tôi giảng thế giới cực lạc, chứ không giảng thế giới quý độ, mà giảng thế giới tịnh độ. Thì so sánh giữa quý độ tịnh độ là quý vị khó ạ. Phải có một cái hiểu quý độ cho rành. Một quý độ rành đó là tám khổ. Mà cái khổ quan trọng nhất đó là cái khổ sắc thân ngũ uẩn này. Giờ tôi lặp lại ha. Sắc thân quý vị đó gồm có sắc thân là sắc. Chưa có cái biết. Thọ là các cảm giác của dây thần kinh. Có cái biết dễ chịu, khó chịu, không dễ, không có, mà chưa có sự phân biệt. Tưởng quẩn là cái biết có sự phân biệt, dinh nhục lợi hại, phải quấy khen chê là tưởng quẩn. Nhưng chưa có ý chí lựa chọn quyết định để hành động tạo nghiệp. Còn hành quẩn là lựa chọn phê phán quyết định hành động để tạo nghiệp bằng thân, bằng miệng, bằng ý. Còn thức quẩn là cái kho chứa tất cả những cái tạo nghiệp trong cuộc sống này. Học hỏi, kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, kỷ niệm, tội phước đều chứa trong đó hết. Rồi chết rồi còn lại cái kho này đó, mình mới là luân hồi theo nó. Rồi sống tạo sao thì chết lấy cái kho này ra, tạo sắc thân mới. Nếu mà làm ác thì chủng tử ác thì sẽ tạo sắc thân tàn tật. Còn mà làm chủng tử thiện thì tạo sắc thân cõi trời, có hào quang. Sống không cần mặt trời mặt trăng, sống bằng cái ánh sáng của mình. Thành ra tôi vậy mà tôi đi tu á, đạo Phật rất là rõ ràng. Mình tạo cái gì mình lãnh lấy cái đó, không trách ai hết. Quý vị muốn cái gì quý vị chuyển nghiệp, mà chuyển nổi hay không thì cái đó là ở mình. Quý vị trồng hột bình bát, lên cây bình bát, trái bình bát. Mà quý vị nói tôi không muốn trái bình bát, được không? Được như thưa. Thì quý vị chặt nhánh bình bát, tháp nhánh mãn cầu vô. Rồi hột bát cây bình bát mà trái, trái mãn cầu. Vì chuyển nghiệp, mà dám chặt không? Dám thác không? Mà biết cách thác hay không? À, cái đó là còn ở ý chí quý vị, ở cái nghiệp của quý vị, ở cái sự tu tập của quý vị. Có người biết mà không làm được. Có người làm mà thất bại. Chặt cái bình bát, tháp nhánh mãn cầu, bình bát chết luôn. Mãn cầu cũng không có. Đó là cái ngu si của mỗi người. Còn người ta tháp rồi, người ta vô phân, người ta phân bón thì chẳng những trái bình bát mà nó đầy nhóc ở trên trái sung xê. Tại sao? Ông Phật độ mình hả? Quan ân đúc cho mình hả? Không có vụ đó đâu.
Mình giúp cho mình bằng cái thông minh sáng suốt kinh nghiệm của mình. Thành ra con người giữ năm giới, tám giới mà tu niệm Phật, đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, có đếm khỏi cần niệm Phật, không bao giờ có sự đau khổ, sống hạnh phúc. Còn người nào niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, có đếm thì vẫn đau khổ, mà chưa niệm Phật còn khổ đau nữa. Thành ra những vị mà bị phần âm nhập, những vị mà gia đình đau khổ là kiếm tôi, siêu cho lời dạy. Tôi nói không ai dạy ai được hết đó, chỉ có cô dạy cô thì được. Nó con làm sao dạy con, con đang đau khổ mà sư, con cầu sư chỉ lời dạy thôi. Tôi nói cuộc đời không phải là cái khuôn khổ, nó chuyển biến mà không có ai biết được, nó chỉ có Đức Phật và các thánh nhân thôi. Nhân đó đâu phải là quả đó. Nhân bình bát, hột bình bát chưa chắc là trái bình bát đâu. Nó có thể trái mãn cầu, mà có thể nó không có trái gì hết, mà có thể có trái xung xế. Làm sao mà chỉ dạy cô được? Để cô thông minh, cô khôn ngoan thì cô sẽ làm trái mãn cầu nhóc hết. Mà cô ngu si thì không những không có mãn cầu bình bát, chết luôn. Cái đó tại ai? Tại ông Phật, ông trời hại mình hả? Không có vụ đó đâu, chỉ có mình hại mình thôi. Thành ra Đức Phật giảng mình đừng có hiểu lầm, hiểu lầm cho đạo Phật là chán đời. Đức Phật nói sanh là khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thương yêu xa lìa khổ, thường ghét gặp gỡ khổ, đúng không? Sai. Đức Phật đâu phải nói vậy. Nên mình hiểu đạo Phật sai, mình làm cho mình đau khổ, sanh già bệnh chết, thương yêu xa lìa thù ghét, không làm ai khổ hết. Như vậy cái gì làm mình khổ nè? Nếu sanh già bệnh chết, tôi hỏi Phật có sanh, có già, có bệnh không, có chết không? Vậy thì Phật khổ. Phật khổ làm sao khổ được? Phật có chết dưới hai cây sa la song tọa không? Ngài có già không? Ngài có đi kiết lỵ một đêm 4 mấy lần không? Chúng ta coi lại cái tiểu sử, Ngài có giống mình thôi. Ngài không có ăn, Ngài cũng đói như thường. Như vậy cái gì làm mình khổ nè? Tôi nói quý vị có niệm Phật chưa? Có niệm Phật rồi, tôi hỏi niệm Phật để làm cái gì? Niệm Phật là để chết, chứ có gì đâu. Tôi nói thẳng à, chết nhưng mà không ở cõi này à. Tôi chết tôi về cõi Cực Lạc Phật A Di Đà. Chứ niệm Phật không phải để sống hoài, mà niệm Phật để chuẩn bị hành lý chết, cũng đồng thời chết. Nhưng có người chết thành địa ngục ngạ quỷ súc sanh, có người chết sanh về cõi trời. Tôi không, tôi chết về cõi Phật. Ai khỏi chết thì tôi niệm Phật là để chết, chết về với Phật A Di Đà. Nhưng mà làm sao chứ? Cái này là cái chánh như gì phải nắm. Muốn về Cực Lạc Phật A Di Đà phải làm sao? Có mấy điều kiện? Có ba điều kiện. Một là gì? Là một là tín, hai là hành, ba là gì? Nguyện. Hành là niệm Phật. Bốn chữ cũng được, sáu chữ cũng được. Mà muốn niệm Phật thì phải làm sao? Cái căn bản là phải giữ giới cho kỹ. Thì tôi lo có hai cái à, lo Phật tử có hai cái à. Một là thân, hai là tâm. Thân đó thì phải ít bệnh, không phải là mập mạnh mà là có dẻo dai. Thì phải ăn kiêng cử. Ví dụ ăn bột ngọt, ăn dầu như đây mà tôi thấy ăn dữ lắm. Mấy kỳ trước tôi giảng buổi sáng không à, rồi tôi đi bát về, ví dụ Phật tử để nhóc hết. Trời ơi, đem về tôi thử một miếng là tôi muốn phúi ra. Nó ngon làm sao á. Dầu với bột ngọt nhóc hết. Mà bột ngọt quá học không á. Thứ đó là đưa tới ung thư, dầu thì đưa tới đau gan. Rồi thì cứ gục lên gục xuống, cái miệng thì A Di Đà. Mà cái tâm ở địa ngục ngạ quỷ á. Niệm Phật là phải tỉnh táo. Mà không phải niệm trong phòng đâu. Trong phòng nó mê lắm. Phải vô đây mở quạt máy tùm lum. Cái gì ra gốc cây mà ngồi. Hoặc là nếu có cái ruộng ra ngoài ruộng, buổi chiều mát có ra ngoài ruộng. Cái gì dễ tỉnh táo lắm. Trong phòng này mở quạt máy là nó ngột muốn chết luôn. Mà quạt máy là cái
không có thiên nhiên mà là nhân tạo. Cái gì nhân tạo là có đưa quý vị tới bệnh hoạn. Ngoài trời gió mát trăng thanh, được có khoảng trống. Và nếu trưa nắng thì ở dưới gốc cây. Bằng đêm là quý vị không được ngủ ở trong ngày, quý vị ra ngoài trời ngủ hết. Tôi ở đẳng vậy, không có ông sư nào mà trừ bệnh thôi, ngủ ngoài trời không. Một ông vô là phải có cái đơn, chỉ có một cái ghế ngồi thiền, ông nào vô cũng phải hai cái. Ngồi thiền ở ngoài trời, ngủ ngoài trời, trừ khi mưa mới vô thôi. Chứ không có ông nào ngủ trong nhà hết trơn. Tôi cũng vậy, trừ khi tôi bệnh. Quý vị thấy ngủ ngoài, quý vị thức dậy tỉnh táo lắm. Mình sống đây là để đi giảng sanh, chứ không phải sống là để ăn với ngủ. Ăn ngủ riết rồi quý vị giảng sanh gì đâu, quý vị biết không? Giảng sanh về cõi ột, phải không? Con ột nó ăn với nó ngủ không à? Còn mình là cái mong cầu, mình là thành Phật. Nói gì không có thành trời nữa, chừng nói thành trời thành ấy. Cũng chỉ tôi thành Phật thôi. Bây giờ tôi sanh về cõi trời, được sung sướng, thanh nhàn, hạnh phúc, giàu có, quan quyền, vua chúa, không thèm. Một ngàn lần tôi không thèm. Tôi chỉ còn mong làm sao tôi về với Phật A-di-đà. Vậy đó thì có A-di-đà, tôi đi tới quả Như Lai, nhất định là phải vậy. Còn cái gì hạnh phúc cho bạn? Mà nếu cõi này đó, quý vị muốn thành Phật, quý vị phải qua nhập lưu. Chứ cõi trời là không thể được. Mà nhập lưu còn sanh về cõi trời, dục giới cõi người 7 lần, nhất vãng lai 1 lần. Còn bất lai thì sanh về cõi tứ thiền sắc giới 1 lần, đi tới A-la-hán. Còn nếu quý vị vãng sanh quý vị cõi trời thôi, mà quý vị không muốn A-di-đà ơi tiếp dẫn con về với Ngài, con không muốn ở cõi trời. A-di-đà nói con nhất niệm chưa, con giữ 5 giới chưa. A-di-đà bạch, A-di-đà con làm lâu rồi, nhưng mà tự lực con để về cõi trời, chứ con không về khỏi Phật được, Ngài tiếp dẫn con dùng. Ngài nói ok, chấp nhận. Thì Ngài tiếp dẫn mình về đó. Mà về đó 100 người, 100 người thành Như Lai. Còn cái gì quý báu cho bằng? Cái này là Phật Thích Ca nói à. Mà nếu quý vị nhất niệm mà phát nguyện không vãng sanh thì tôi chịu tội. Đúng rồi, Thích Ca chịu tội. Nhất niệm thì bây giờ cõi này dễ làm thôi. Còn vô niệm nhập lưu quý vị trần thân đó à. Hồi thời còn Phật Thích Ca thì dễ. Phật tịch rồi mới biết bao nhiêu người qua quả nhập lưu qua không nổi. Bây giờ cái quả nhập lưu nó tu khác với cái tu này. Như nãy tôi nói đó, thí dụ mình tu tập trung, kỹ mạnh lâu sâu, lắng nghe tiếng niệm Phật, gạt hết tất cả mọi cái. Niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, có tiếng ra vô, tiếng ca hát, tiếng chó sủa, tiếng múa lân, gạt hết. Tập trung vào con niệm Phật đó. Đó là tu người trời. Còn nếu tôi đeo đạo Phật đó, thì tôi nghe tiếng niệm Phật. Thì có tiếng niệm, cái nghe không có tiếng. Cái tiếng niệm Phật chứ cái nghe không phải là tiếng. Tôi nghe tiếng niệm Phật. Rồi tiếng lớn, thì cái tiếng lớn, cái nghe không có lớn. Rồi cái tiếng nhỏ, thì cái tiếng nhỏ, cái nghe không có nhỏ. Rồi bây giờ có tiếng ca hát, tiếng chó sủa, tiếng múa lân, tiếng này kia, tôi nghe hết. Tôi không có gạt bỏ cái nào hết. Mà tôi chỉ giữ cái nghe thôi. Thì tôi nghe tất cả mà tôi không dính mắc vào tất cả. Tôi chỉ là cái tánh nghe thôi. Tự tánh Di Đà, tôi nghe bằng cái tánh nghe. Tánh nghe là cái gì? Nó không là gì hết mà nó là tất cả. Tiếng niệm Phật, tiếng cho sủa, tiếng ca vọng cổ, tiếng chữ thề, tiếng múa lân đều phát hiện từ cái tánh nghe này. Thì đấy là quá đạo Phật, làm nổi không? Nếu làm nổi thì khỏi phần thì Thích Ca, khỏi phần là gì đó. Tôi làm 40 mấy năm mà không sống. Chúng ta nên nhớ là tính hành, tính nguyện. Hành là phải giữ 5 giới. Ăn chay 1 tháng 10 ngày. Từ nay là tuyệt đối heo, chó, gà, vịt không ăn, không giết. Làm được không? Vậy đây là ra quán bán hủ tiếu, ăn hủ tiếu 7 bò 7 món là thôi chết rồi đó. Tuyệt đối không ăn được nữa. Dầu ngày đó ăn mặn, chỉ ăn hủ tiếu với tép thôi. Chứ không có ăn thịt heo, không ăn thịt bò nữa được không? Tôi nghe mấy cô lại mét tôi, mấy ông thiện nam sư đó tỏ giới rồi. Tôi ra coi mấy ngày ăn mặn, ăn hủ tiếu thịt bò. Ăn hủ tiếu thịt bò 7 món, bò kho, bò giò viên gì đó. Tôi nói tôi đâu có thể giữ được.
Còn ai nấy giữ, ai tu thì nấy, nấy nhờ tôi là chỉ giảng tôi. Tôi lo cho tôi làm hết bổn phận tôi là được rồi. Còn quý vị không tu, quý vị ráng chịu, đâu có ai bắt buộc ai được. Thành ra cái giới khó giữ lắm nha quý vị. Thành ra cái ông thiền sư mới nói là ông già 80 tuổi cũng chưa chắc là không làm các điều ác, phải làm các điều lành. Rửa lòng trong sạch thì còn khó nữa. Rửa lòng trong sạch là rửa theo người trời thì tương đối dễ. Niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, cõi đếm khỏi cần niệm Phật, tương đối làm được. Mà chưa chắc quý vị làm được nữa. Rồi vậy nói tóm lại, nay tôi muốn giảng về bài mới mà không giảng được, tôi giảng bài cũ thôi. À, thì quý vị muốn giảng sanh về cực lạc của Phật Di Đà. Hồi nãy có một sư cô ở đây nhắc cho tôi. Hôm trước tôi giảng nhiều quá đi. Có một kỳ đó tôi giảng về vấn đề mà hiến xác. Thì tôi giảng lần thường tôi không có giảng kỹ được. Thì giờ có một chút à. Có nhiều người nghe trên mạng nó mới điện vào hỏi sư cô. Nhờ sư giảng lại cho rõ. Tụi tôi bên đây tụi tôi hiến xác rất nhiều. Mà sư đã nói rằng chết rồi 8 tiếng đồng hồ còn đau đớn. Mà hiến xác thì chết lập tức lấy cái xác nó mổ liền. Tôi không biết, tôi nghe nói vậy đó. Hiến xác là chết cho nó hay rồi, nó lấy xe nó chở về nó mổ thay liền. Thì tụi con còn đau đớn. Mà đau đớn thì sanh, mà sanh thì súc sanh. Mà tụi con không muốn súc sanh, con muốn giải sanh là được không sư? Mà con lỡ hiến xác rồi. Còn có một số người ta tính hiến xác, người ta có nên hiến xác hay là thôi. Nãy sư cô nhắc tôi mà tôi quên, bây giờ gần hết rồi tôi nói để trả lời quý vị. Thì kỳ đó cũng có một cô ở Mỹ đó, nghe tôi giảng trong băng gì đó, lên mạng gì đó, thì cổ hiến xác. Cổ nói cha, ông sư cũng giảng vậy, ông bỏ lửng đó đó. Nói là hiến xác rồi thì bây giờ 8 tiếng thì chưa chết. Mắt tai mũi lưỡi chết mà dây thần kinh thị giác, thính giác, xúc giác còn sống. 8 tiếng mới đứt. Mà mình chết mà hiến xác nó chở vô nó mổ liền. Mổ này nó lấy ruột ra phèo phổi vậy hết. Đau chết mồ luôn. Vậy mà nổi sân là mình không giả sanh mà làm súc sanh. Trời ơi uổng cái đời tu mình. Mà những người sắp sửa hiến xác người ta nên hiến không? Còn con lỡ hiến xác rồi bây giờ đâu có rút lại được. Cổ bay mấy bay từ bên Mỹ, cô xuống Trà Vinh kiếm tôi. Thì tôi đang ở Đà Lạt tôi dưỡng bệnh. Cổ bay ra Đà Lạt luôn. Tôi không tiếp, tôi nói tôi ra tu tịnh. Trời khổ năn nỉ quá trời đi. Cô nói mà sư không tiếp là con không về được. Cái này là cái số phận lang thang của con quyết định kỳ này là con phải thành Phật. Mà bây giờ sư phải thương con, sư cho con hỏi. Thì con thấy cổ tha thiết quá thôi tôi tiếp. Cô mới đưa cái vấn đề đó ra. Tôi trả lời cái đó cô hỏi cô mới phải. Sao mà cô hỏi tôi? Cô tròn con mắt, cô nói sao? Sư nói sao? Con hỏi con hả? Hỏi con là cô có lỗi đây làm chi? Tôi nói cô trả lời đó phải là của cô chứ. Nếu tôi nói ra mà nói tôi nói đúng là cô quỳ hương hả? Còn câu đó mà do thuộc về tôi đó thì tôi quỳ hương. Thì cô nói sư chưa giảng, sư nói sao con nghe con không hiểu gì hết. Tôi nói coi hỏi, tôi hỏi cô bây giờ nè. Thí dụ đi, cô có một người mẹ đáng kính, cô thương mẹ cô vô cùng. Bất cứ cái gì con cũng có thể hy sinh cho mẹ hết. Có thể cô chết thay mẹ cũng được. Con nói đúng, chưa nói là con hiểu cái đó. Còn bây giờ có một người thù, kẻ thù của cô. Mà cô thấy mặt là cô không ưa, mà nó thấy mặt cô nó cũng không ưa. Hai người có thể là choáng nhau quánh lộn. Tôi hỏi cô, bây giờ mẹ cô bữa đó giận tán con một tay, nổi năm ngón tay. Cô sanh không? Cô giận không? Rồi cái người thù đó bây giờ đã đánh cô nhẹ nhẹ cái thôi. Cô sanh không? Cô nói mẹ con đánh bây giờ năm ngón đừng có nói quất con cả chục roi con cũng không sanh nữa. Còn cái thứ kẻ thù nó đụng tới con là con ăn thua đủ với nó. Tôi nói sao vậy? Tại vì cái tình thương, cái phát nguyện của cô phát nguyện hiến xác này là cô tự phát nguyện hay người ta bắt buộc? Cô tự phát nguyện hay bắt buộc? Nó con tự phát nguyện chứ sư.
Vậy thì phát nguyện khi đó cô đau, cô có tức không? Cô đau, cô có giận không? Nếu người ta bắt buộc cô phải hiến xác thì cô đau, cô giận. Còn cái này, cái ý chí cô là phát nguyện hy sinh cho mọi người để mà biết thay đổi tim can thì phải tận giúp đỡ mọi người. Thì giống như người mẹ cô đánh vậy, đánh chết cô bây giờ cô có hối giận. Thì cái này đau đớn ăn thua gì. Cô nói trời ơi con không để ý cái này. Con lội từ Mỹ qua đây để mà hỏi sư. Thì sư nói đúng, con phải hỏi con. Sân giận hay không là do con. Nếu con tha thiết hiến xác, con thấy ích lợi của sự hiến xác thì đau cả trăm ngàn lần con cũng không giận. Đau thì có đau, nhưng mà sân chắc chắn là con không sân. Phải thấy không nào? Còn nghĩa thù mà đụng mình tới một cái nhẹ rồi nó thù mình, cái tát tay này nó mạnh vô cùng, nó đau đớn vô cùng. Đau đớn không phải là tát tay đau đớn, mà cái tư tưởng đau đớn. Còn người mẹ mình đánh mà giờ nổi năm ngón mà giờ thì nó đau cái thân, nhưng mà tư tưởng nó không đau. Một quý vị sống bằng ý nghiệp hay sống bằng thân nghiệp, cái nào quan trọng nào? Cái nào quan trọng? Ở ý không sân thì thân nó có khổ không? Thân làm sao mà khổ? Khổ là ý chứ. Thân có thể đau mà ý nó không khổ. Phật đau không nè? Khi Ngài bệnh Ngài đau Ngài nhức không? Mà Ngài có khổ không? Một quý vị nhức quý vị khổ không? Bởi vì sống bằng tư tưởng, Ngài sống bằng trí tuệ. Đau thì Ngài vẫn có đau. Quý vị đau 100% thì Phật cũng đau 100%. Quý vị ăn đồ ngon thì Phật ăn cũng biết nó. Nhưng mà Phật có kiền không nè? Còn quý vị ăn đồ ngon quý vị có kiền không nè? Khác chỗ đó thôi. Hiểu không? Thành ra câu đó là hỏi quý vị, hỏi tôi. Tôi nói cô Bì Hương đi. Tôi nói trời ơi con bay trường ở ngoại quốc mà con về tới Trà Vinh không gặp sư, con bay xuống tới Đà Lạt. Sư đuổi con không về. Tôi nói thiệt, câu này sư trả lời như vậy thì con về. Còn mà sư không chịu trả là con ở đây hoài. Bởi vì nó là quyết định vấn đề giảng sanh của con, quyết định vấn đề thành Phật hay xa độ của con mà. Mà con không ngờ mà sư trả lời hay quá. Con thỏa mãn rồi đó, giờ con về thì được. Vì thấy không, có cái hiểu biết lật qua lật lên chút thôi. Tôi đâu có trả lời, mà chính cổ phải trả lời cho cổ. Như vậy tôi không có nói là cổ sanh hay không sanh, cổ giảng sanh hay không giảng sanh. Thì cái này vô cổ chứ. Nếu cổ mà phát nguyện hiến xác rồi thì bây giờ đau đớn cách mấy cổ không sanh, mà không sanh làm sao làm súc sanh. Người ta có thể đau mà người ta không giận, người ta có thể đau chút ít mà người ta giận, được không nào? Thì cuộc sống có gì quý vị thấy đó. Người nào mà mình, nhất là người yêu lý tưởng, tán cho mình vài bộp tay mình vẫn thấy êm, muốn thêm tán thêm vài cái nữa. Phải không nào? Tại sao vậy? Tại vì đã quá thương rồi, thì bao nhiêu cái đều xóa bỏ hết. Thương ai thì thương cả đường đi, mà ghét ai thì ghét cả tâm chi họ à. Thành ra cái ý nghiệp nó là quan trọng, chứ thân khẩu không ăn thua gì hết. Vì tu là phải nắm ý nghiệp. Vậy thì chúng ta cố gắng nha, cố gắng giảng sanh về Cực Lạc của Phật Di Đà. Trước là đền ơn chi Phật, sau là đền ơn tôi và cung kính tất cả mọi người. Vậy trước khi dứt lời, một lần nữa tôi cầu chúc cho Pháp hội chúng ta cũng như toàn thể Pháp giới đều chống giảng sanh Cực Lạc và thành Phật Đạo. Nam mô A Di Đà. Thời buổi mạt pháp này thì những người nào lớn tuổi thì biết rồi đó, cuộc sống càng ngày càng xuống dốc, đạo đức càng suy đồi, và khoa học tiến dùng dục những cái phương tiện hưởng thụ rất nhiều, mà Đức Phật đã nói hãy tinh thần hơn thì vật chất suy đồi, mà vật chất hơn thì tinh thần suy đồi. Cho nên thời buổi này người tu rất nhiều vì đau khổ, nhưng mà người chứng đắc thánh quả thì rất ít. Đức Phật nói cũng như là cái đất mà trên móng tay so với cái đất ở quả địa cầu, thì số người đông như đất ở quả địa cầu, số người đắc quả giống như đất ở trên móng tay. Thì chúng ta biết thời buổi này
Muốn đắc thánh quả rất khó, chỉ cầu mong người trời là may phước lắm rồi. Thành ra chúng ta thấy người trời đó thì phải nhất niệm, tức là niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm, chưa có giảng sanh được đâu. Cái này là còn ở nửa bốn đường ác, nửa bốn đường thiện, thì đúng ra không giảng sanh. Nhưng mà Phật Thích Ca của chúng ta quá từ bi, quá thương xót chúng ta, muốn rằng bất cứ người nào cũng giảng sanh được hết. Cho nên Ngài mới dạy chúng sanh thời sau này, nếu mà chưa được nhất niệm thì phải lập cái ban hộ niệm, và nhất là người khai thị. Thì vấn đề giảng sanh là một vấn đề phức tạp. Thành ra Đức Phật nói xá lợi há chút căn lành, nhân duyên phước đức mà thành đạo sao. Có người thấy giảng sanh mà lại không giảng sanh, có người tu ít không thấy không giảng sanh mà lại giảng sanh. Thì thiện căn, thiện căn là mình chịu niệm Phật, mình tha thiết cầu A Di Đà tiếp dẫn. Nhưng mà tha thiết là một việc, còn căn cơ mình quá tệ là một việc khác. Phước đức là ban hộ niệm, người ta đến giúp đỡ mình rất nhiều. Nhân duyên là gia đình có chịu cho mình giảng sanh hay không, ba cái đó đầy đủ thì mới giảng sanh được. Mà chúng ta biết rằng cái pháp môn tịnh độ là cái pháp môn khó hiểu, bủa lòng bác ái khắp trời, nói ra những pháp trong đời khó tin. Tôi nói thật, tôi không có tin pháp môn tịnh độ đâu, nói thật gì đó. Một pháp môn chỉ là gạt con nít thôi, theo cái hiểu biết của tôi. Nhưng sau này tôi nhờ duy thức, pháp môn tịnh độ khó hiểu lắm. Thành ra tôi bữa hôm qua đó là tôi muốn giảng về pháp môn tịnh độ cho quý vị, mà thấy quý vị ngơ ngáo quá rồi, tôi thấy chắc quý vị không hiểu. Rồi để nay coi có thể giảng được không, tôi giảng đại khái. Cái pháp môn tịnh độ là pháp môn sát na, nó không nằm trong tam giới, nó do cái trí tuệ của A Di Đà tạo thành nó. Còn cái thế giới quý vị đang ở đây là do tư tưởng thiện ác của quý vị đã tạo thành nó, mà tư tưởng thiện cũng là do giấy, chỉ có cái trí tuệ thôi. Mà trí tuệ thế giới sát na thì không có tướng, chỉ có cái hình dòng nước thôi. Quý vị ra ngoài sông, quý vị qua ngoài biển, quý vị nhìn cái biển nước chảy đó, mà khi không có gió bắc phong, không có tham sân si đó, thì cái biển nó chảy một cách lặng lờ. Đó là cái dòng A Lại Da linh hồn của quý vị đấy, đó là thế giới tịnh độ đấy. Từ khi có gió bắc phong tham sân si, có dinh nhục lợi hại thịnh si khen chê, thì cái gió này làm cho cái dòng nước biển nổi sóng. Nếu nổi sóng ác là do tư tưởng ác, nổi sóng thiện là do tư tưởng thiện của quý vị đã tạo nên. Còn cái dòng nước linh hồn đó, sát na này đó, nó vẫn trôi chảy, nó không có tướng. Mà khi có tướng thì kêu nó là sống. Thì thế giới này là thế giới quế độ, kêu là tam giới. Còn Phật Pháp Tạng Tỳ Kheo cũng lấy cái dòng nước đó tạo ra thế giới cực lạc bằng cái trí tuệ, cái lặng lẽ của Ngài. Thành ra thế giới của A-di-đà đó là thế giới hào quang, chứ không phải là bằng xương thịt. Thành ra chúng ta Phật A-di-đà mà đến tiếp dẫn người nào mà chúng ta thấy đó, chúng ta nhảy lên chụp cái chân này không có dính. Nó là thế giới hào quang, nó là thế giới xuyên suốt. Thành ra khi A-di-đà đến tiếp dẫn ai, quý vị coi ở dưới gạch không có bóng, còn chúng ta ngồi vậy dòm dưới gạch có bóng. Thì nó khó hiểu. Nhưng mà nếu học di thức, quý vị thấy là nhất là cái kinh Kim Cang: quá khứ đâm bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc. Thì đó là thế giới của chúng ta. Còn thế giới cực lạc là có cái hiện tiền, không có quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai, chỉ có cái dùng hào quang. Nhưng mà sở dĩ có hình tướng đó là do 48 lời nguyện của Pháp Tạng Tỳ Kheo trong năm A Tăng Tỳ Kiếp mới tạo thành cái thế giới đó. Thành ra chúng ta thấy cái thế giới khó hiểu. Ai muốn hiểu thì phải ngồi thiền 7-8 tiếng, lặng lẽ đi sâu vào đó. Chừng nào qua nhị thiền, tam thiền,
thì mai ra có thể hiểu được. Nhị thiền là thế giới của quế độ, nhưng mà thân an tâm ý, hoặc là tam thiền thân lạc tâm lạc, cái tâm thanh tịnh này nếu mà có coi kinh, mai ra có thể hiểu được một phần nào của thế giới tịnh độ. Thì chúng ta thấy ông Đức Sơn đó là một vị thiền sư, tu hồi 7 tuổi. Thiền sư là tu theo thiền tông đấy. Mà ông nghe ông Long Đàm nói tu nhất kiếp ngộ nhất thời, mà Phật phải tu tới Bá A Tăng Thì Kiếp, ông mới lên trên cái núi của Long Đàm ở đó. Ông tính phá cái ổ này, ông lên cái núi cao quá, ông đi nửa chừng đói bụng quá, ông gặp cái bà lão bán quán. Bà lại nói: ngài đi đâu mà quải cái tù ti bự quá vậy? Nói: tôi quải kinh Kim Cang sớ sa do tôi giải thích. Tôi nghe nói đây có thiền sư Long Đàm nói là tu nhất kiếp ngộ nhất thời, tôi lên tôi phá cái ổ phá Phật pháp này. Ông là tay phá đạo, tôi lên để hỏi ông. Người ta tu phải quá khứ hiện tại vị lai ba A Tăng Kỳ Kiếp, mà ông nói tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Thì bà lão nói: cụm dữ à, thì thôi mời ngài vô, ngài muốn ăn cái gì? Nói: tôi đói bụng quá ngài. Bà lão: có cái gì đem ra hết đi, bánh bao xíu mại bánh mì hay bất cứ cái gì đem ra đây, trà cà phê gì đem hết, tôi đói bụng. Bà lão nó có đủ hết ở đây, là có đủ hết. Nhưng xin hỏi đại đức một câu, nếu đại đức trả lời được đó, già này cúng dường. Còn đại đức trả lời không được mà mời đại đức ra khỏi quán. Ông Đức Sơn nói: bà hỏi gì hỏi mau đi, tôi đói bụng quá. Nói: già hỏi một câu thôi, nghe nói là đại đức sớ giải kinh Kim Cang, mà kinh Kim Cang có nói quá khứ khứ tâm bất khả đắc, vị lai bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, mà đại đức nói lên đây điểm cái tâm. Xin hỏi đại đức điểm cái tâm nào, tâm quá khứ hay tâm hiện tại hay tâm vị lai? Mà trong kinh đại đức sớ giải là không có tâm, mà đại đức nói điểm tâm là tâm nào đấy? Ông Đức Sơn ông chớ giới, ông vỗ trán, ông suy nghĩ coi trả lời sao. Thì bà lão nói: nếu đại đức hiểu là hiểu liền, không hiểu thì thôi, một phút nghĩ suy thì mấy bái ngàn dặm, mời đại đức ra khỏi quán. Trả lời không được. Quá khứ tâm bất cả đắc, ông đang giảng cái đó mà ông vô xin điểm tâm, mà điểm cái tâm nào mới được? Thành ra chúng ta thấy cái chỗ Phật pháp với cái quá khứ tâm hiện tại vị lai là cái tâm của quế độ của chúng ta. Còn không có quá khứ hiện tại là cái tâm của tịnh độ. Thành ra chúng ta thấy trong kinh đó, khi mà đi cúng dường hoa mười phương chư Phật trở về kịp nửa cơm ngọ, chúng ta tưởng ở bển có độ. Trình độ nó khó hiểu lắm. Nó có bốn cách ăn. Một là đoàn thực, là chúng ta ăn có bánh mì, có xíu mại, có đồ này đồ kia, rồi ỉa ra có lọn, thì nó kêu là đoàn thực. Đoàn là do tròn, hay là đoàn là cắt từ khúc. Còn cõi trời sơ thiền, nhị thiền, tam thiền không có ăn, mà ăn bằng cảm giác hỷ lạc. Sơ thiền ly dục sanh hỷ lạc, nhị thiền định sanh hỷ lạc, tam thiền ly hỷ diệu lạc, chỉ ăn hỷ lạc thôi. Quý vị biết hỷ lạc không? Khi mà quý vị làm cái gì đó, quý vị mừng quá, quý vị no không có ăn nữa. Chẳng hạn như mình nghe nói người mẹ mình sắp về Việt Nam thăm mình, mình đợi bà, tới chừng gặp bà đợi 7, 8, 9 tiếng, bà xuống máy bay mình ôm bà mình khóc, mình không thấy đói. Mừng quá thì ăn bằng cái hỷ này. Đây là nói cái thô tháo á. Còn nếu mà quý vị nhập định đó, niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm mà khỏi niệm Phật, tiếng niệm Phật nó từ trong linh hồn nó ra, quý vị sẽ thấy một cái hỷ lạc. Nó tràn sảng khoái khắp thân. Quý vị có thể 7 ngày, 7 năm, 7 ngàn năm không ăn uống. Cái đó là hạ phẩm trung sanh. Cũng còn là hạ phẩm là chưa phải là tu, chưa phải là cõi Phật đâu, mà là cõi trời, chưa qua trung phẩm đâu. Và thì đại khái là như vậy. Thì quý vị phải thuộc năm giới điều ác tránh và năm giới điều lành.
Rồi quý vị qua cái rửa lòng trong sạch là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cả luôn. Cái này thì có ạ. Thì bây giờ tôi kể một cái câu chuyện của cổ đức đó. Cái bài thơ về cái đau khổ của người cư sĩ của quý vị đó. Con xin lại đứng đại hùng, Đức Ngài giải thoát khỏi vòng trần duyên. Cảnh đời con sống đảo điên, đau thương lấp nổi u phiền trái ngang. Áo trần con lỡ mặc vào, nợ trần con biết ngày nào mới cởi ra. Cũng như đứa trẻ liền nhà, lạc loài càng bước càng xa xa vần. Mênh mông trên khoảng đường đời, kìa là hang vắng nọ tời rừng quang. Thập thò mảnh hổ ác lan, trí con khủng hoảng kinh hoàng khóc la. Chập chờn bóng quỷ hình ma, tâm con hồi hộp thiết tha nguyện cầu. Rừng đời càng bước vào sâu, là càng hồi hộp lo âu phập phồng. Yếu thơ trước cảnh hải hùng, lẻ loi con thấy lạnh lùng thân côi. Đường về nhà đạo xa xôi, đường theo cuộc thế ôi thôi đoạn trường. Sánh vào trong cõi bi thương, thâm trăm ngàn nỗi thảm nhấn dương bên mình. Chung quanh đầy những khổ hình, chẳng hai con mắt tội tình chi đây. Ngán cho chốn kiếp đọa đày, tuổi cho thân phận lạc loài éo le. Bàng hoàng giữa chốn rừng mê, không ai dùng chỉ đường về cho con. Ngây thơ trí nhớ đâu còn, lại thêm nạn chướng giết mòn tánh linh. Đồng thời nhiều kẻ chung quanh rủ con vào nghiệp chúng sanh luân hồi. Tên ghi khi đã về rồi, tên ghi hồn rỗi thì thôi còn gì. Giấc mơ nhiều kiếp ly bì, càng chung lộn mãi càng si mê hoài. Mãn lo xây đắp mộng đài, ở nơi huyễn cảnh giặc dài thời gian. Niên qua mấy độ nở tàn, chủ nhân khuất bóng trong màn vô minh. Cái câu này hay lắm nha. Niên qua mấy độ nở tàn, tức là xưng đến xưng đi rồi xưng lại đến. Mà chủ nhân, tức là quý vị không có tỉnh thức, chủ nhân khuất bóng trong màn vô minh. Cõi trần kiếp kiếp luyện mình, dây thương dấn quýt mà lưới tình bủa vắng. Áo quần vật chất trói trăng, cửa nhà nhốt phạt miếng ăn hình hà. Cơn đau hấp hối rên la, hung thần ác quỷ, hung thần ác dữ cõi ma hiện hình. Mảnh thân mà khổ sống cam đành, lại thêm khổ chết giật dành chia phôi. Lòng con luống ngưỡng ngậm ngùi, trót đem linh tánh nuốm mùi trần gian. Khổ này mới phải dương mang, thân này mới phải trăm ngàn tái. Ngán cho số kiếp đoạn trường, tuổi cho thân phận lạc loài éo lé. Bàng hoàng giữa chốn rừng mê, không ai dùng chỉ đường về cho con. Ngây thơ trí nhớ đâu còn, lại thêm ngược chiếu rước mòn cánh linh. Cuối sinh lại đứng đại từ, Đức Ngài giải thoát khỏi dòng trần duyên. Từ bi vô lượng vô biên, cứu con thoát khỏi quan kiên đọa đài. Cuối sinh đảnh lễ Đức Ngài. Giống như vậy không? Bàng hoàng giữa chốn rừng mê, không ai dùng chỉ đường về cho con. Ngây thơ mà trí nhớ đâu còn, lại thêm nghiệp chướng giấc mòn cánh linh. Đồng thời nhiều kẻ chung quanh mà rủ con vào nghiệp chúng sanh luân hồi. Dây quan khi đã cuộc rồi, thì tên ghi hồn lỗi còn thì thôi còn gì. Mà giấc mơ thì nhiều kiếp ly bì, càng chung lộn mãi là càng si mê hoài. Mãn lo xây đắp mộng đài, do giàu sang lo quan quyền, lo vợ do chồng. Mãn lo xây đắp mộng đài, niên qua mấy độ nở tàn, mà chủ nhân khuất bóng trong màn vô minh.
tranh giành vật chất rồi không hay biết gì hết, thế rồi tới già, tới bệnh, rồi tới vô là thiêu, rồi đi về đâu? Thì chúng ta không biết đi về đâu hết. Thì Đức Phật thương mới chỉ cái pháp môn tịnh độ này. Đi về cõi trời, cõi Phật thì không đi được đâu. Quý vị biết là thánh nhập lưu, thánh nhất vãng lai, thánh bất lai không về cõi Phật A-di-đà được nếu không có sự tiếp dẫn của A-di-đà. Thế mà chúng ta chỉ người trời, chúng ta phát nguyện A-di-đà ơi tiếp dẫn là chúng ta về cõi Phật. Một người về cõi Phật là một người thành Như Lai. Thành ra chúng ta thấy thánh thứ nhất, thứ nhì, thứ ba mà không phát nguyện không về được. Mà chúng ta người trời phát nguyện vẫn về. Thành ra tôi thấy pháp môn tịnh độ rất là thù thắng trong thời mặt pháp này. Quý vị phải nắm vững ba nguyện, 18, 19 và 20. 18 là tu thuần tịnh độ. Trước khi chết mà niệm từ một câu nhớ Phật A-di-đà cho tới 10 câu mà tắt thở mà không giảng sanh, ta nguyện không thành chánh đẳng chánh giác. Phát Tạng Tỳ Kheo từ chối quả Phật. Nếu quý vị chết hít vô không thở ra mà nhớ Phật một câu thôi cho tới 10 câu mà không giảng sanh, ngài nguyện không thành Phật. Dễ quá, phải không? Dễ không? Hít vô không thở ra nhớ A-di-đà là về cõi Phật rồi. Nhưng mà khó chỗ nào tôi đố quý vị biết. Khi quý vị đau, nhức nhối, quý vị có nhớ tới Phật được không? Tập ngay bây giờ đi. Quý vị đau, nhức cái đầu, đau cái răng, đau cái bụng. Ví dụ ôm bụng đau quá, thì đứa con nói mẹ niệm Phật đi, mẹ mẹ đừng nhớ cái đau. Nó mày nhiều chuyện, tao đau muốn chết cha đây mà mày biểu tao niệm Phật, làm sao tao nhớ Phật được? Nhớ cái đau thôi. Nó đau quá xá. Thì làm sao nhớ Phật? Bây giờ về tập nha. Bữa nào nhức đầu đau cái bụng quá xá, ôm bụng thì đừng có nhớ tới cái đau, nhớ tới Phật thôi. Làm có được không? Mà chết quý vị nên nhớ đau gấp cả trăm cả ngàn lần cái đau hồi lúc còn sống. Tôi ở đó coi cái này tôi nói ôi vậy thì giáng sanh dễ ợt. Nhưng mà nhớ lại không dễ. Một khi mình nhức đầu mình đau cái bụng mà biểu nhớ Phật đừng có nhớ cái đau mà thấy là khó lắm. Hướng khi trước khi chết ngũ quẩn phân ly tứ đại đã rồi, nhất là những người bệnh ung thư, nó đau vô cùng, đau tới la trời la đất. Mà làm sao mà nhớ niệm Phật? Mà không nhớ niệm Phật giảng sanh không? Không. Chỉ hơi thở cuối cùng. Thành ra phải tập ngay bây giờ. Nếu quý vị niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm quý vị không có tập trung nổi đâu. Đau nhất quý vị nhớ đau nhất. Chừng nào mà khỏi cần niệm Phật, vẫn có tiếng niệm Phật, quý vị có thể làm được. Phải muốn niệm là có tiếng từ trong linh hồn nó phát ra. Thì người này định lực mạnh đó. Người này đau nhất có thể nhớ tiếng niệm Phật mà không nhớ tới cái đó. Thì người này có thể giảng sanh. Còn nếu nhờ ban hộ niệm nữa thì giảng sanh cao hơn nữa. Thay vì hạ phẩm trung sanh, có thể đi tới hạ phẩm thượng sanh, có thể qua trung phẩm luôn. Tôi đi khai thị tôi thấy có một ông đó qua trung phẩm. Ông mới tu có 3-4 năm à. Chết rồi mấy ngàn hộ, một xá lỗi. Cư sĩ mà vậy. Chỉ có cái niềm tin ở tôi, ở Phật A-di-đà. Tôi khai thị 3 lần là ông chết. Thì thôi, giờ chúng ta trở lại. Để quý vị có cái niềm tin về pháp môn tịnh độ. Thì tôi trở lại. Pháp môn tịnh độ chỉ cần có 3 điều thôi. Nha, người ta, mình ra người ta hỏi mà tu tịnh độ để làm cái gì? Nhưng mà bà chỉ trả lời một cái thôi. Mục đích tu tịnh độ là cầu giảng sanh về xứ cực lạc của Phật A-di-đà. Người ta hỏi tại sao ở cõi này không ở mà cầu về đó. Thì cõi này có 8 khổ, còn cõi cực lạc có 8 vui. Thì hôm qua kể 8 khổ rồi. Sanh, già, bệnh, chết, thương yêu, xa lìa, thù ghét, thù gỡ, ham muốn. Và cái xác thân này, do xác thân mới có 7 khổ kia. Thì cực lạc không có thân hả?
Không có. Cực lạc là cái thân hào quang, quý vị không có hình tướng nam nữ mà là bông sen liên hoa quá xanh, và bông sen đó quý vị bắt chụp không có dính, nó là hào quang kết tụ lại thôi khi khác an. Thành ra tôi nhắc lại là quý vị phải nắm vững tính hành nguyện. Đức Phật giảng cái khổ đòi tám khổ sanh già bệnh chết tương yêu xa lìa, cuối cùng Ngài kết luận sanh già bệnh chết không làm ai khổ hết. Mà cái khổ là do cái gì nè? Khổ là do tập. Mà tập là gì ha? Tập là cái thói quen, hay là dùng cái cách giảng khác, tập nghĩa là ghiền, hay còn giảng rõ hơn nó tập nghĩa là dính mắc. Quý vị già thì cứ lưng mỏi cứ dùng da nhăn má cốt mắt lờ tai điếc, ai mà già không vậy? Đức Phật cũng già cũng vậy mà Đức Phật khổ không? Không. Đức Phật có bệnh không nè? Một đêm đi kiết lỵ 40 mấy lần, sáng là tỉnh quen. Còn mình đi kiết lỵ chừng 10 mấy 20 lần là la trời la đất nữa. Đức Phật chết không nè? Chết. Mà Ngài có khổ không nè? Chết đâu phải là cái khổ. Mà không chịu chết, đặt vấn đề cái chết, chống lại cái chết, thì chính cái vấn đề làm cho chúng ta khổ. Ăn thì cứ ăn, đói thì cứ ăn. Cơm cũng được, bánh mì có gì ăn vô nó bụng thôi. Không, hủ tiếu à. Mà hủ tiếu phải bò 7 món mới được. Thì bắt đầu có khổ. Phải không? Ăn thì đói bụng thì cơm vô cũng được rồi. Uống thì uống nước khoáng được rồi, không cà phê à, bia à, mới được. Một bia phải thứ ba ba, bia thứ đặc biệt, bắt đầu có khổ. Hãy có tư tưởng xen vô có vấn đề thì có đau khổ. Thành đó chúng ta phải hiểu cái đạo Phật sâu xa. Thành ra Liên Hiệp Quốc kêu gọi hòa bình thế giới, thì có một vị thiền sư cười ha hả, kêu gọi hòa bình thế giới là đặt cái nền tảng cho chiến tranh. Nghe không ai hiểu hết. Thế giới làm sao hòa bình được? Mà nếu đặt hòa bình chiến tranh thế giới thì làm cho thế giới chiến tranh thêm. Cuộc sống tự nó không có vấn đề. Đói ăn thì khát uống. Mà đói không chịu ăn, khát không chịu uống, mà uống thì đòi cái này đòi cái kia, cái đó mới là chết. Quý vị thức dậy là có biết bao nhiêu vấn đề. Vấn đề bữa nay ăn cái gì nè, bữa nay đi Phật thất nào nè, bữa nay mặc cái bộ đồ gì nè, bữa nay đi đôi dép gì nè, mặc bộ đồ gì nè. Bắt đầu có vấn đề. Nói vấn đề thì kẹt. Thành đã có một vị là hỏi thiền sư, tôi bây giờ tôi nghèo quá, mà một người bạn chí cốt của tôi nghèo hơn nữa, mà đang bệnh hoạn, không làm gì được hết. Bây giờ Ngài cho tôi một lời dạy coi phải làm sao. Thì thiền sư nói thì bây giờ đi làm, đi kiếm ăn. Bây giờ đã tôi nói là bệnh tật không thể làm cái gì được hết. Mà nói để làm được thì xin ăn. Rồi mình sẽ giữ tề vương không ai cho đâu. Mà nó không cho thì nhịn đói. Nhịn đói thì chết sao Ngài? Mà chết thì cứ ngã ra chết. Nhưng mà đừng có đặt vấn đề chết. Cái gì hiểu không nè? Ai không chết? Đức Phật chết là ngày rã là ngày chết. Mà đặt vấn đề chết là có đau khổ. Quý vị có khi nào không có vấn đề không? Hay không vấn đề là A-la-hán? Vấn đề là gì ha? Vấn đề là tư tưởng. Tư tưởng là gì ha? Tư tưởng là thói quen, là tập, là ghiền. Ví dụ nhớ một người mà ghiền rượu đó, nó tại cái miệng tôi nó muốn đòi uống rượu, có không? Không có cái vụ đó đâu. Tại vì mình nhớ, mình nghĩ, mình tưởng tới rượu thì nhớ ở trong mình nó mới ùa ra. Thì có câu chuyện thực tế đó, cổ đức kể lại đó.
Có một ông chồng đó ghiền á phiện, rồi nhà nghèo quá, không có đủ tiền để hút, mới đi cạo cái chân đèn, nó lấy cái chất á phiện đó dò viên lại để uống, mà cái đó cũng bán. Thì nhà nghèo quá đi mua không có nổi, bà vợ bà mới ghé chùa, bà than với ông thiền sư, ông trụ trì: gia đình tôi nghèo quá thầy ơi, bây giờ đi cạo cái chân đèn nó cũng phải bán, nó lấy ý quyến nó dò lại, tôi phải mua về cho ông chồng mà tiền không có. Thì thiền sư cười: bây giờ tôi bày cho bà như thế này, bà lợi cái lò bánh bánh tráng đó, làm hủ tiếu á, bà lấy 30 hủ tiếu mà ta đốt dụng mà đang thui như than đó, bà về bà đâm nó giống á thiền hịch à, rồi bà lấy cái quyến bà dò lại bà đưa cho ông, cho ông nhai thôi. Thì bà làm thiệt giống hịch, nói cái này nè, tôi đi cạo chân đèn đâu không, ông uống tỉnh queo mấy năm trời không có thấy ghiền, để được ghiền cái lấy cái hủ tiếu đó, nó cháy ném mà thì ta bỏ thôi, đem về đâm cho bấy bấy giống như á phiện mới đưa cho ông được. Có phải cái miệng nó ghiền á phiện không? Không, do cái tập tức là cái thói quen nó nhớ tới á phiện, mà do cái nhớ này mới luân hồi sanh tử khổ. Mà cái nhớ nó nằm ở đâu ha? Nằm ở đâu? Bữa nay tôi giảng hơi sâu, giảng trong người quý vị đó. Nếu quý vị hiểu được, quý vị qua đạo Phật chấm dứt luân hồi sanh tử ngay bây giờ tại đấy. Còn hiểu không được quý vị chạy trốn nó. Nhớ là nó nằm trong A Lại Gia, tức là linh hồn quý vị. Bữa nay tôi giảng pháp thì cái lỗ tai nó sẽ nhận được cái tiếng tôi nói, rồi cái dây thần kinh thính giác mới nghe được cái tiếng trên lỗ tai, thì nó rung động, bây giờ mới có cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó. Dễ chịu là lạc thọ, khó chịu là khổ thọ. Rồi nói, người ta mới hỏi tại sao thấy cô nghe sư giảng mà cô vui quá vậy, thì cảm giác không trả lời được, phải tư tưởng đó, tư tưởng là nguyên nhân, nó mới đưa lên trên óc. Cảm giác đưa lên trên óc, tư tưởng mới mượn cái óc để trả lời. Mà tư tưởng muốn trả lời phải nhớ lại, nhớ lại nó nằm trong A Lại Gia, quá khứ rồi. À, quý vị nghe cái băng, cái đĩa của tôi, nghe tôi giảng quý vị thấy thấm. Ông sư giảng hay quá, những cái thắc mắc của mình ông giảng nó rõ quá, mình thích quá, ước ao gì mình gặp được ông. Thì bữa nay gặp cho nên mình cảm thấy thích. Thì cái trả lời này chính là tư tưởng. Mà tư tưởng muốn trả lời là phải có cái linh hồn nó chứa cái kho đó, đã qua rồi. Thì bây giờ tư tưởng mới trả lời. Rồi bây giờ cái nghiệp, tức là ý chí đó, nó mình kính sư quá, mà sư giảng mệt quá, sư năn nỉ mình ăn chay, ngồi niệm Phật để cùng giảng sanh cực lạc với sư. Giờ kính sư mình phải thực hành, ý chí nó ra lệnh, cái thân ngồi niệm Phật, cái miệng ăn chay. Mà cái miệng ăn chay thì là miệng nghiệp, cái thân ngồi niệm Phật là thân nghiệp, đều do cái ý nghiệp điều khiển nó. Phải có ba nghiệp không? Phải không? Mà nghiệp nào là chánh? Là ý nghiệp. Đó, rồi bây giờ nó cái ý nghiệp nó sai, cái miệng niệm Phật, cái thân ăn chay trường để đền ơn cho sư, thì những cái làm này nó chứa lại trong cái kho linh hồn. Mai mốt nó mày đi đâu mà tao thấy lúc này mày tu tinh tấn quá vậy, thấy mình ăn chay trường ở đó mày ăn có 2 ngày không được, thì mới nhớ lại ở trong A Lại Gia mới trả lời cho người ta. Thì cuộc sống vậy đó, từ trong thức A Lại Gia đưa ra mặt na, mặt na đưa ra tư tưởng, tư tưởng đưa ra cảm giác, rồi cảm giác quân tập trở lại tư tưởng, rồi ý chí sai lầm chứa lại có A Lại Gia. Bên trong đưa ra là hiện hành, bên ngoài làm vô là quân tập. Thành đó quý vị phải trả cái này. Mà muốn qua cái này quý vị phải qua năm giới ác phải tránh, năm giới lành phải làm.
rồi mới đi tới tiến trình ngũ uẩn là rửa lòng trong sạch. Đạo Phật có bấy nhiêu đó thôi. Bây giờ qua cái thứ hai, chắc dạy thứ hai thì khó hơn á. Giờ đi tới cái tâm, không làm các điều ác, phải làm các điều lành, xong rồi. Quý vị nên nhớ rằng Phật Thích Ca, Phật Di Đà không cứu quý vị được đâu. Mà ai cứu quý vị biết không? Ai cứu mình? Chính mình cứu mình. Cứu bằng cái gì? Bằng cái gì? Bằng năm giới, năm điều lành hồi nãy đó. Quý vị sát sanh, trộm cắp, tà dâm, quý vị để ăn trộm cướp người ta, giết người. A Di Đà ơi, Quan Âm ơi, cứu con, cứu không? Cứu được không? Công an nó cứu cái gì đó, chứ còn không có A Di Đà, Quan Âm nào cứu hết. Mà cái gì cứu mình? Năm điều giới hồi nãy đó. Quý vị không sát sanh, không giết người, công an có bắt được không? Chính giới luật cứu mình. Không có ông Phật nào cứu mình. Tôi nói sai là tôi chịu tội. Thành ra phải giữ không sát sanh. Quý vị nên nhớ người xưa người ta nói một câu đó: giả sử chúng sanh không nghiệp giết, mười phương nào có động đao binh, nhà nhà chốn chốn đều tu thiện, thiên hạ lo gì chẳng thái bình. Thế giới này chiến tranh là do gì quý vị biết không? Lo giết, sát sai, sát sanh nhiều quá. Giết gà, giết vịt, giết heo, giết chó, rồi giết người luôn nữa. Thì Đức Phật mới thương xót mình, mới nói các con làm sao đủ thiện căn phước đức nhân duyên là giảng sanh. Bủa lòng bác ái khắp trời, nói ra những pháp trong đời khó tin. Kìa như các thứ thiên nào, Di Đà biến hóa mà tuyên rao pháp thiện. Thì thế giới cực lạc là thế giới do 48 lời nguyện của Pháp Tạng Tỳ Kheo dùng cái trí tuệ của mình để tạo nên những chúng sanh bên đó có hình dường như có tướng, nhưng mà tướng sát na. Thành ra quý vị giảng sanh về đó gặp nhau, quý vị muốn tránh, không tránh, đi xuyên qua nhau. Quý vị nắm tay nhau không dính. Cái lầu cát như vậy muốn đi qua cửa đi, không đi qua tường vách cũng được. Cây cối ở bển quý vị muốn đi tránh, không tránh, đi xuyên qua cây luôn. Khó hiểu, khó tin, nhưng mà có thật. Ai mà đọc tới Kinh Kim Cang, chuyển biến sát na, thì sẽ hiểu được thế giới của A-di-đà. Thành đó hồi xưa tôi không tin, rồi bây giờ tôi không có vấn đề tin hay không tin, mà tôi thấy thế giới cực lạc như thấy chỉ trên bàn tay đó, nó rõ như vậy. Thành ra quý vị làm sao được nhất niệm, mà nếu nhất niệm thì giảng sanh về cõi trời. Nhập lưu thánh thứ nhất, 3/4 nhất niệm, chỉ có 1/4 là sát na, không giảng sanh được. Nếu không nhờ sự tiếp dẫn A Di Đà. Thánh thứ hai có 2/4 tư tưởng, 2/4 bát nhã, không giảng sanh được. Phải giảng sanh về cõi trời sắc giới, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Thánh thứ ba 3/4 bát nhã, có 1/4 tư tưởng, cũng không giảng sanh được. Phải nhờ sự tiếp dẫn A Di Đà, không thôi danh về tứ thiền của sắc giới. Chỉ có mình A-la-hán là về được thôi. Nhưng coi chừng nó đi lạc đường. Một Kiền Liên sau khi đắc quả A-la-hán rồi, nghe Đức Phật giới thiệu thế giới cực lạc A-di-đà, ông mới dùng thần thông đi về đó, đi lộn qua thế giới đại thông trí thắng của tịnh độ, có đại thông trí thắng. Bên đó có vô lượng tịnh độ nha. Bên mình cũng vậy, có vô lượng quế độ, cũng như cõi mình đó. Thì người với Atula nhiều, có những cõi trời nữa. Chúng ta có bốn cõi. Cõi bốn đường ác nhiều như cõi này: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, là đoàn thực
Ăn rồi ỉa ra có cầu tiêu. Còn xúc thực là cõi trời, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Ăn bằng cảm giác hỷ lạc. Nhập định 7 ngày, 70 ngày, 70 năm, 7.000 năm. Không có ăn uống, chỉ ăn bằng cảm giác thôi. Còn tứ thiền, tứ không đó, không ăn bằng cảm giác, mà ăn bằng tư niệm thực. Tưởng tượng hư không vô biên, thức vô biên, vô sở vi phi tưởng. Và chìm đắm trong cái mê hồn trận, trong cái bao la, trong cái mông lung của tư tưởng. Thì kêu là tư niệm thực, niệm là tư tưởng, tư là ý chí, là mạt na, là nghiệp. Còn thế giới cực lạc là thức thực, ăn bằng đứng lặng, nhập vào đứng lặng, tức là ăn bằng sát na, ăn bằng cái hiện tiền lạc trú, không có quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai. Như vậy bây giờ chúng ta qua phần thứ hai. Không làm các điều ác, phải làm các điều lành, chúng ta trả xong rồi. Bây giờ phải rửa cái tâm cho trong sạch. Mà tâm là gì nè? Là cái sắc thân này. Gồm có sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Sắc quẩn là gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc. Tiếp xúc với sắc thinh hương vị xúc pháp. Thì đây là thế giới của bốn đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula. Chẳng hạn như tôi thấy cái bình thủy, thì con mắt tôi tiếp xúc với bình thủy. Cái bình thủy nằm trên tròng đen tôi, chưa có cái biết. Thì bình thủy con mắt tôi kêu là sắc quẩn. Đại khái lại vậy. Rồi giai đoạn thứ hai, dây thần kinh thị giác mới thấy cái bình thủy trên tròng đen. Thì dây thần kinh mới rung động, mới cho cái cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ, không có. Thì cái này kêu là thọ quẩn. Thành ra nếu tôi chìm ở trong này là tôi không cần ăn uống bên ngoài nữa. Tôi hưởng cái xúc thực. Thì quý vị đếm niệm Phật, đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, có đếm cõi còn niệm Phật là trạng thái này. Không niệm mà tự niệm. Nếu quý vị làm được 70 ngày, quý vị khỏi ăn uống. 7.000 năm, 7.000 năm khỏi ăn uống. Quý vị cứ làm hoài, nếu nó thường thuộc thôi. Thì quý vị sẽ giảng sanh dạ phẩm trung sanh cao vậy. Còn nếu quý vị tiếp tục nữa, quý vị không cần cảm giác nữa, không cần sát thân nữa. Mình có hai thân. Cái thân bên ngoài là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc. Cái thân bên trong là dây thần kinh, thị giác, thích giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Ví dụ chích thịt, đó là chích sát thân bên ngoài. Ví dụ chích gân, là chích sát thân bên trong. Hiểu không? Cái này dễ hiểu quá phải không? Đó, thì cái thân bên trong này 8 tiếng đồng hồ mới đứt. Còn quý vị ngã xuống tắt thở, không còn thở nữa, thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân chết liền. Còn dây thần kinh thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác 8 tiếng mới đứt. Biết không nè, có hiểu cái này không nè? Thành ra người chết rồi là không có liệm liền nha, không có liệm liền. Phải để 8 tiếng thì người này mới chết thiệt. Còn trong 8 tiếng có thể sống lại. Chết sát thân bên ngoài, còn sát thân bên trong. Đây là vấn đề giảng sanh của quý vị. Và cái tiến trình hậu sự của quý vị. Bữa đó tôi có giảng rồi. Cuối cùng là chết thì gián đoạn hết. Sắc quẩn gián đoạn, thọ quẩn gián đoạn, tưởng quẩn thì sao? Gián đoạn. Còn có cái hành quẩn là nghiệp. Nó còn muốn mang sắc thân để thỏa mãn nữa thì nó phải đầu thai. Và cái linh hồn cuối cùng còn có nghiệp và linh hồn, mà khoa học kêu là tiềm thức và vô thức. Tiềm thức là nghiệp đấy, nó tiềm tàng. Còn vô thức là linh hồn chúng ta, nó chứa cái gì khoa học không biết nổi. Còn có hai cái thôi. Thì cái linh hồn nó, hồn ma bóng quế nó lơ lửng trên không gian. Rồi cái nghiệp nó thèm muốn, khi nào nó là
Hồi sanh nó là thân người, tâm người, thì nó thấy cha mẹ giao cấu thì cái linh hồn nó nhập vô đó. Thế là tinh cha quyết mẹ thần thức. Còn nếu mà lúc còn sống nó là cái thân người mà tâm chó thì cái nghiệp nó là nghiệp chó. Thì nó thấy chó đực do cái giao cấu thì cái linh hồn nó nhập vô đó. Thế là có một con chó con. Thành ra quý vị bây giờ, ví dụ quý vị ngồi đây, tôi hỏi ông bao nhiêu tuổi, nói bạch sư con 50 tuổi. Còn đưa cái hình nó là lúc con hồi 5 tuổi nè sư. Tôi hỏi chú bé 5 tuổi này với ông bây giờ 50 tuổi là một người hay là hai? Bây giờ nếu nói đứa bé 5 tuổi này với mình bây giờ là một người, phải vậy không? Thằng bé 5 tuổi nó mới có thước mốt thứ hai, mặt nó còn thò lò mũi không, phải không? Có đứa nó ngu nó còn bốc cúp nó ăn nữa, phải không? Đứa bé 3-4 tuổi đâu có biết gì. Còn mình bây giờ 5 tuổi có bao giờ mình thò lò mũi không? Bây giờ lấy cái áo của đứa bé 5 tuổi cho mình mặc, mặc được không? Rồi sao nó là một người, một được không nè? Thì sao nói một là phải cạo đầu. Còn bây giờ hai người thì đứa bé 5 tuổi với mình không có liên can gì hết, phải không? Là hai người mà. Bây giờ đứa bé 5 tuổi này tôi bóp mũi nó chết thì quý vị có ngồi đây không? Sao lại nói là hai? Nó chết chứ mấy mấy vị đâu có chết, đâu có liên can gì đâu. Bây giờ nói làm sao nè? Quý vị mà quý vị còn không biết nữa. Thành ra bữa nay không gặp tôi là chết. Luân hồi sanh tử chính mình mà mình còn không biết. Bây giờ một hay hai? Một thì sai mà hai thì trật, phải không? Nếu quý vị hiểu cái tiến trình năm uẩn thì quý vị trả lời rõ ràng thôi. Tôi đã nói hồi nãy rồi, cái tiến trình năm uẩn giống như cái dòng nước biển. Đây là cái linh hồn của quý vị, nó chưa có tướng, nó chỉ là cái dòng nước trôi chảy. Rồi do ý chí, do nghiệp, nó muốn cái xác thân, cho nên nó xao động, nó tạo ra những cái luồng gió. Thì gió mới mượn cái dòng nước linh hồn tạo ra cái xác thân của quý vị. Rồi tôi hỏi quý vị sống với dòng nước là một hay là khác? Ngoài sống không có dòng nước, ngoài dòng nước không có sống. Nhưng mà sống sanh rồi diệt, dòng nước có diệt không? Đó. Mà bỏ ra dòng nước ra tìm sống xác thân có không? Rồi bỏ xác thân đi tìm dòng nước linh hồn có không? Đó. Như vậy phải trả lời như thế này. Kính bạch sư, nói về xác thân đứa bé 5 tuổi với xác thân bây giờ của con 5 tuổi là hai cái xác thân hoàn toàn khác nhau. Bởi vì nó sanh diệt một hai ngày là đứa bé này khác rồi, chứ đừng nói là 50 năm. Nhưng mà nói về cái linh hồn đứa bé 5 tuổi với linh hồn của con là một cái linh hồn thôi, phải thế không nè? Phải không? Nó dễ dàng thôi. Vỗ tay. Vậy thì chúng ta cố gắng nha, cố gắng giảng sanh về cực lạc của Phật A Di Đà. Trước là đền ơn chư Phật, sau là đền ơn tôi và cung kính tất cả mọi người. Vậy trước khi dứt lời, một lần nữa tôi cầu chúc cho pháp hội chúng ta cũng như toàn thể pháp giới đều chóng giảng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà.